Hãy giới thiệu về mình ạ. Mình là Phan Thị Cơ, 53 tuổi, là nội trợ. Chiều thì Kim đón cháu nội, con dâu là Bùi Minh Thu. Dạ, xin chào. Em tên là Bùi Minh Thu, hôm nay em 32 tuổi, hiện nay đang làm quản lý ngành nhà hàng. Em làm dâu ở gia đình của mẹ cũng đã được gần 7 năm rồi. Cái ấn tượng đầu tiên mà cô gặp con dâu đó như thế nào hả cô? Bữa đó Hoàng Anh nó nói là ngày mai con đi đám cưới người bạn, con đưa bạn gái con về nhà chơi. Nói thì con cứ đưa về. Thì lúc mà đi ăn đám cưới xong thì Hoàng Anh nó chở Minh Thu về, thấy sao lùng quá. Thấy mặt cũng sáng sủa, vui vẻ, rồi lễ phép. Coi như ngày đầu tiên gặp mặt cũng ấn tượng ha. Chỉ có cái chút xíu hơi lùn lùn. Hai vợ chồng mình quen nhau bao lâu trước khi về ra mắt mẹ? Tụi mình quen nhau lúc đó là chắc cũng phải gần một năm. Ông xã mình lúc đó cũng có chia sẻ về gia đình nọ kia, nhưng mà chỉ là kể thôi. Xong rồi cái lâu quá rồi bản thân mình cũng kêu là ủa sao anh không có chịu giới thiệu em với gia đình vậy, sao kỳ vậy. Thế xong là bữa đó ảnh rủ mình đi đám cưới bạn ảnh, xong rồi ảnh nói vậy thôi bây giờ về giới thiệu nhà luôn. Thì tự nhiên lúc đó thấy rất là rung, mà kêu thôi từ từ đi. Từ từ đi, rung quá chịu không nổi. Nhưng mà ảnh kêu thôi anh nói với ba mẹ anh rồi. Vậy là thôi, xong rồi đi đám cưới xong thì ảnh chở về nhà luôn. Lúc mà chị về chị thấy mẹ chồng mình như thế nào? Ấn tượng đầu tiên với mẹ là mình thấy là hiền. Tức là không phải là cái khuôn mặt của mẹ cũng không có thể hiện cái sự gì gọi là khó khăn để mà cái cảm giác đầu tiên mình cảm thấy sợ. Xong rồi khi nói chuyện thì nói chung là cũng hỏi han gia đình, rồi thì mình thấy tạo cho mình giống như cái không khí để mình cảm thấy thoải mái, gần gũi hơn, để mình không có run nữa vậy đó. Rồi sau đó khoảng bao lâu thì mới cưới chị? Tụi mình quen nhau cũng gần 3 năm thì mới đám cưới. Có thời gian mình về nhà chơi, về nhà ông xã chơi rất là nhiều lần, thứ bảy chủ nhật hay gì đó, vì vợ chồng mình học chung trường đại học với nhau đó, nên là cứ thứ bảy chủ nhật gì đó rảnh rảnh thì xuống nhà chơi, rồi cái cũng mua đồ tới nấu ăn nọ kia vậy đó. Thì cũng dần dần quen, tại vì cái thời gian cũng gần cả 3 năm lận. 3 năm rồi. Dạ, tụi em cũng làm trong đoàn hội của trường đại học lúc đó, rồi đăng lên mạng xin hỏi các bạn sinh viên có ai cùng nhóm máu vậy đó, có thể giúp đỡ gia đình nọ kia không. Cái lúc mà mẹ bị mổ tim đó thì câu chuyện như thế nào? Nói chung là nó xuất phát trong con người mình thôi. Mình cảm thấy cũng lo lắng, rồi cần phải xin máu để truyền máu vậy đó. Thì rồi mẹ mổ xong thì cũng có vô nấu, mang cháo rồi cho mẹ ăn, hay là chăm sóc rồi gội đầu cho mẹ vậy đó. Em thấy những cái việc đó giống như là cái việc em nên làm vậy thôi. Xuất phát từ chính bản thân mình muốn cái việc đó, chứ cũng chưa nghĩ là cái chuyện là sau này mẹ có là mẹ chồng của mình hay không nữa. Khi cô thấy hành động của chị như vậy á, cảm xúc của cô như thế nào cô? Mà mổ á là bác sĩ lên lịch là ngày thứ sáu 13 tây tháng 6. Coi như ngày đó là coi như tụi nó cũng ấn tượng, nó cũng ngại ngại. Thì cái ngày mà vô để mà mổ tim á, thì lúc mà vô ca là 12 giờ trưa. Thì chiều hôm đó rất là mưa gió, tụi nó lại sợ nữa. Mưa lớn thiệt là lớn, mà trời tối mịt mù vậy đó. Nhưng mà cái ngày hôm sau thì mới ra ngoài. Khi mà ra cái nói với cô điều dưỡng đó chứ, giờ này không biết con em nó còn đón em ngoài không biết nữa. Thì ra ba đứa nào cũng mừng ha. Đứa còn cảm xúc sao khi mà mẹ tương lai, mẹ chồng tương lai xuất viện đó? Thực sự thì khi mà đẩy vô phòng mổ là em sợ rồi, vì bản thân em là em rất là sợ bệnh viện. Nhiều khi giống như ông xã em thì ảnh cũng run, nhưng mà ảnh là đàn ông mà nhiều khi anh thể hiện theo một cái cách khác. Cái em la làng lên kêu trời ơi mẹ anh mổ đang nằm nhau nó như vậy mà sao anh cứ bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tức là mình nóng ruột quá, mà thấy sao mà người ta được đẩy ra rồi mà thấy mổ gì mà hơn một ngày trời vẫn còn nằm trong đó mà đâu có biết thông tin là như thế nào đâu. Thì khi mà đẩy ra như vậy thì tự nhiên em cảm thấy rất là vui và mừng, vì giống như người thân của mình đã qua được cái cơn hoạn nạn như vậy. Tức là hai mẹ chồng nàng dâu này đã có một quá trình cắn với nhau rất là nhiều. Cô với con dâu là khá hợp nhau từ cái lúc mà con trai cô quen. Vậy thì về làm dâu thì chắc cũng có hợp với nhau rồi ha, nhưng mà có khi nào xảy ra những cái mâu thuẫn bất đồng gì không cô? Cũng có. Có một cái là nó nóng tính, nó nóng tính cái nó nạt con, cái là mình giật mình liền. Thế nhiều khi cái mình nói ở nhà quen, nhỏ nhẹ quen rồi, con từ từ thôi, đừng có la lớn. Tại vì mình bệnh tim mà. Nhưng mà có một cái nhiều khi cái mình cũng nói thôi, mình không có giận. Cái giận, nếu mà giận á, mình cố chấp mình giận nhiều lên, tim mình nó sẽ nhồi, mình mệt hơn là để mình vui vẻ cho nó sướng hơn không? Thôi kệ, bỏ qua. Chị có khi nào mà mẹ làm cho chị buồn một cái điều gì đó không?
Nếu mà nói mà để buồn, để mà để trong lòng thì chắc là không. Tới bây giờ vẫn chưa có gì cả. Thì đương nhiên là trong cuộc sống thì cũng có những lúc mà hai mẹ con không có hiểu ý nhau. Cái mẹ buồn thì mẹ nhiều khi mẹ cũng lại không nói ra. Xong rồi cái lâu lâu rồi mới đem ra tâm sự lại. Cũng may được cái là ở trong nhà thì hai mẹ con cũng có cái sự chia sẻ với nhau. Nhiều khi không nói liền lúc đó, nhưng mà sau đó vài ngày hay gì đó, lúc nào vui vui cái đem ra nói lại, bữa đó thấy như vậy nè, hoặc là mẹ thấy con như vậy không đúng nè. Đó thì cái cách góp ý như vậy thì đương nhiên là mặc dù cái bản tính của mình rất là nóng tính và rất là bướng, nhưng mà khi mà nghe người khác mà nói như thế thì mình cũng cảm thấy nó dịu hơn. Thì mình cũng rất là cảm ơn mẹ về cái tính mẹ như thế, thì cũng đã giúp mình rất là nhiều để giữ được cái sự hòa thuận trong gia đình. Có bao giờ mẹ chồng làm em khóc chưa? Chắc cũng có anh. Nhưng mà thì đó, em nói là nó cũng vòng quanh với cái chuyện như vậy. Em thì rất nóng tính nhưng đồng thời lại cũng rất hay tủi thân. Tự nhiên là mình cảm giác giống như mình, mẹ hiểu lầm mình vậy đó. Quyền Linh biết sao không? Tại vì mình nghĩ mình cũng là phụ nữ, rồi sinh ra là mình cũng về ở nhà người ta. Tại vì bản thân là đã về ở với bà má chồng năm nay là hơn 30 năm rồi, vẫn còn ở chung. Còn Minh Thu thì bây giờ thì nó ở riêng. Nó riêng năm 2014 tới giờ cũng, nó cũng không có phải là ở chung gì. Cho nên mình nghĩ là con người ta sinh ra rồi nuôi lớn lên cho ăn học này nọ, rồi tốt nghiệp ra trường đi làm, được 1 năm 2 năm là mình cưới về nhà mình. Đâu có nấu được cơm cho cha mẹ ăn được nhiều đâu. Cho nên mình cứ nghĩ cũng là phận phụ nữ. Cho nên mình cũng thương con dâu cũng như con gái. Đây là một bà mẹ chồng rất là tâm lý ha. Dạ. Để xem người thứ ba có phát hiện ra mâu thuẫn giữa hai người. Bà mình thì rất là hiện đại, thì muốn là mọi thứ sẽ theo internet. Có thể lên internet để dò một ngày là sẽ cho con ăn bao nhiêu cử. Cử sáng xong rồi cách một tiếng hai tiếng gì đó ăn sữa chua, rồi tới cử trưa là gì đó. Như là đứa con nó giống như là một cái máy là lập trình là để ăn. Ông bà thì mới nhìn nó, ủa hồi xưa mình nuôi con đâu có phải vậy. Ép nó ăn quá thì tới giờ ăn nó không muốn ăn nữa. Nó không muốn ăn nữa thì lúc đó càng ép thì nó ăn một hồi thì nó sẽ ói. Thì khi mà nó ói ra thì cái câu chuyện là ông bà sẽ nói tại sao mày ép nó ăn quá hay gì đó. Thì đó là những cái thời điểm mà nhà mình có tương đối là gọi là mâu thuẫn. Thật ra lúc đó thì mình nghiêng về quan điểm là ông bà và phù hợp hơn. Mình phải phù hợp với lại đứa bé, nên là mình sẽ cho nó ăn tùy theo cái cơ thể của nó. Câu chuyện đau đầu nhất là nó đó. Tại Bình Thu nó tính là giờ này ăn gì đó. Nhiều khi nó cứ giống như là bé nó chưa tiêu hóa được hết. Rồi cái nhiều khi ông nội đóng rùa. Ông nội nói ăn thì thí dụ như nó đói thì nó ăn, khát thì nó uống. Cái cơ thể nó tự nhiên á sẽ hay hơn. Cho nên cô nàng này thì thấy không đúng vậy. Nhưng có bao giờ cô gái cứ làm suốt vậy rồi không có làm theo cô buồn không? Không, coi như là nó nói chứ nó đi làm ở nhà mình tính lại. Sau đó thì em có theo chồng luôn không? Đúng là giai đoạn đó em cũng còn trẻ, sinh đứa con đầu mà con em nó bị suy dinh dưỡng nữa, nên là rất là lo. Nói chung là em bị áp lực khá là nhiều về cái việc nuôi con. Rồi trời ơi, cứ suốt ngày sau thấy con mình nó có chút xíu à. Thì giai đoạn đầu đúng thiệt là cũng bị internet nó hoành hành và tác động rất là nhiều. Nào là phải cho con ăn cái này cái kia, rồi bé biến ăn, bé không chịu ăn thì lại phải trời ơi tìm mọi phương pháp, mọi thủ đoạn luôn á. Em rất là bị áp lực. Rồi nhiều khi thì lúc đó nóng quá rồi đút cho con ăn đã cực rồi, nó ói ra rồi dọn dẹp cái xong. Nhiều khi ba mẹ thì cũng là xót cháu thôi chứ không phải gì cả, rồi cũng nói thì đôi khi cũng nóng tính lên rồi quạt lại luôn ba mẹ luôn, lúc đó là quạt luôn. Nhưng mà mặc dù quạt xong biết sai, thực sự là biết là mình sai, nhưng mà lúc đó giống như nóng rồi bị ức chế vì cái việc con cái nó như vậy đó, là mình không có kiểm soát được bản thân. Giờ con dâu làm cô khóc lần nào chưa? Không có khóc. Nhưng mà giống như nhiều khi suy nghĩ hơi buồn tí thôi, nói thôi tại vì nó nóng quá nó như vậy, rồi sao nó nguội rồi nó thôi cũng bình thường, mình cũng thương con khá yên bình nha. Dạ. Để xem người thứ ba coi có phát hiện mâu thuẫn với hai mẹ con không. Không có một cái người nào hoàn thiện được, nhưng mà nếu mà có thể thì mình muốn vợ là dung hòa giữa chuyện là một cô gái hiện đại và một người vợ ở nhà. Có thể vợ ra đường là sẽ là một cái phụ nữ, người phụ nữ rất là hiện đại,
làm việc rất là giỏi giang, rồi về nhà cũng chăm sóc việc nhà tốt, vợ mà có quan tâm và hy sinh tới cho những người khác nữa, thì đó là một cái rất là hay. Về mẹ mình thì thật ra mình chỉ mong muốn là mẹ có thể sống vui khỏe thôi, chăm sóc gia đình, chỉ có mẹ là đừng có lao lực quá. Tại vì những cái việc giống vậy mình có thể sắp xếp lại, mình cũng tham gia, mình cũng hỗ trợ, nhưng mà mọi thứ mình đều phải lao lực giống vậy thì ảnh hưởng tới sức khỏe, thì mình muốn mẹ chăm sóc cho bản thân hơn. Mong muốn rất nhỏ rồi ha, anh thấy chồng mình nói đúng không? Dạ đúng, đó cũng là mong muốn của em. Trong cái câu chuyện này thì cô có mong muốn con dâu mình thay đổi cái điều gì hay không cho tốt hơn không? Bớt nóng tánh lại thôi, coi như việc nhà thì chăm chút, như quan tâm việc nhà vậy đó. Chứ mình cũng không đòi hỏi gì nhiều, tại vì em nó đi làm sáng đi tối về, công việc từ Gò Vấp đi ra quận nhất thì cũng là xa, rồi thế họ về là thấy quằn quại lắm rồi đó. Cho nên nhiều khi cái thôi mình có việc gì mình cứ làm, con đó cứ mình cứ tắm rửa này nọ cho ăn cho uống rồi xong bình thường. Dạ. Thôi kệ, mình cũng mong là mình có sức khỏe để mình giúp cho con vậy thôi, chứ không có ý kiến gì hết. Dạ. Với một mẹ chồng quá tình cảm như vậy thì chị có điều gì mong muốn thay đổi không? Chắc hai vợ chồng mình có cùng chung quan điểm á, là tụi mình thì thấy mẹ khi mà mẹ làm cái việc gì đó hoặc là tham gia một cái hội nào đó gì đó, mẹ nhiệt tình quá thì đôi khi với cái sức khỏe của mẹ nó không có đảm bảo được, hoặc là đôi khi mẹ hay lo nghĩ cho người khác nhiều quá. Cái đó là cái tốt chứ không phải là không, nhưng mà như vậy nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới mẹ. Thì mong mẹ là biết sắp xếp lại cái những cái việc đó thôi, tham gia hội nhóm gì đó thì cũng ở một cái mức vừa phải sau đó, để đừng giống như là việc gì mình cũng phải làm tới tay mình hết, như vậy thì rất là hại cho sức khỏe của mẹ. Cảm ơn bà chồng nàng dâu thứ hai này. Hát mong rằng em bớt nóng tính chút xíu, mẹ chồng cố gắng là giữ gìn sức khỏe chút xíu, như thế là ổn rồi. Mình có hứa gì với mẹ không? Nói chung là con hứa thì mỗi ngày mỗi lớn thì sẽ phải điềm tĩnh hơn, suy nghĩ nhiều hơn trước khi mà mình hành động hay mình nói cái gì đó. Trời, ôm hôn mẹ cái này. Quá là tuyệt vời. Khi mà chúng tôi thấy những tình cảm đó từ mẹ chồng con dâu, chúng tôi cũng đông đầy những cảm xúc. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc và bình an nhé. Đây là món quà từ chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Để nhớ ngày hôm nay chúng ta gặp mặt. Cảm ơn gia đình rất là nhiều.